mới nhận hàng của Viettel, thu nhanh được mấy kiện hàng này. Trong video này thì có 3 quạt nhé, còn máy lọc nước. Đây là con máy lọc nước này. Đây là quạt này. Quạt này. Đây, con máy lọc nước tôi to âm này. Con này mới chen luôn. Lãi bọn Nhật. Đây tôi tô âm này. Ủa, này mới thế nhỉ. Đây con máy làm nước dầu kiềm âm sàn. Mình sẽ để âm ở dưới bồn chậu rửa này. Máy dầu kiềm nó mới keng, nó còn tem này. Đây là con quạt của hãng Hitachi nhé, con này là cánh nhôm. Hitachi cánh nhôm này. Con Hitachi gọi là chân móng rồng này, bánh sắt mồng đi chèn đây báo là mình không biết này. Này thì về nó bị bung một hai cái lan nữa. Bung hai cái lan ở vị trí lồng. Còn cái này thì chắc là siết ốc rồi nó sẽ được. Đây, lan lồng này nó bị bung một cái. Bung hai cái, bung ba cái. Cái này thì mình sẽ xoáy bên trong nó sẽ được quý vị nhé. Rồi, cơ bản là ok rồi. Cánh sắt thì chả lo anh chị ạ. Đây lồng trước đây, Hitachi này. Rất đẹp. Toàn bộ con này full sắt nhé, bầu sắt luôn. Bầu bom, kem đồng nữa này. À, tiếp theo là con quạt này, con quạt Sanyo nhé. Con quạt này là con quạt quạt cóc. Lồng đẹp mới keng. Rất mới nhỉ. Cái này là cái chân của nó này. Chân và cái dây dây. Còn đây con quạt của Mitsu. Con này thì về thì còn nguyên thùng này. Đây, lồng nó này, em vừa tháo kiểm tra tại nhận hàng của Viettel, mình vừa tháo kiểm tra luôn. Đây, đây là con quạt đã tháo này, mình kiểm tra để chưa bóc cái lông nữa. Thì chưa bỏ báo này. Cái dòng quạt cổ này thứ nhất là anh chị có thể vừa mua về dùng và vừa mua về sưu tầm luôn nhé.
những đôi này cái tuổi thọ nó khá là cao chị ạ, toàn là 45, 60, 75, 85 không à. Nên là nó mang cái giá trị sưu tầm rất là cao. Con quạt này thì cánh màu xanh rất đẹp, chưa vệ sinh gì nhé. Con này thì nhìn nó hơi bẩn bẩn cũ nhưng mà vệ sinh đi thì nó khá đẹp đấy chị ạ, cái màu xanh nó rất đẹp. Rồi, video này thì cũng không có nào để báo giá cả chị ạ. Anh chị quan tâm đến chiếc máy nào thì có thể liên hệ với em nhé. Bên em là bán các loại máy làm nước im kiềm, quạt các thứ luôn. Đây là nguyên thùng Mitsu rồi nhé, thùng nó này.